Xin chào. Ngày hôm nay thì mình đã quay lại với chuyên mục giới thiệu về top 5 mẫu sofa. Và tìm hiểu được những mẫu ghế sofa màu trắng thì đối lập với màu trắng chính là màu đen. Và trong video này, hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về top 5 mẫu sofa màu đen đang được nhiều người ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất trên thị trường hiện nay nhé. Màu đen là màu được nhắc đến hàng đầu khi nói về vẻ đẹp sang trọng và huyền bí. Không những vậy, chúng còn giúp không gian phong cách của bạn trở nên nổi bật và ấn tượng hơn, cá tính rất là nhiều. Vậy chúng đẹp, sang trọng, giúp không gian phong cách trở nên nổi bật và ấn tượng hơn như thế nào? Thì hãy đón xem ngay 5 mẫu sofa màu đen mà mình sẽ giới thiệu ngay dưới đây. Và sản phẩm đang đứng ở vị trí thứ 5 mà mình muốn giới thiệu đến các bạn trong video này, đó là một chiếc ghế sofa băng da màu đen. Mình tin rằng bạn cũng khá ấn tượng với mẫu sofa này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ hai bên tay vịn được thiết kế bò tròn lạ mắt, và đặc biệt bên ngoài còn được phát cho mình một chiếc áo màu đen nữa, vô cùng đặc biệt. Đây cũng là một trong những sản phẩm rất thích hợp để bạn sở hữu cho văn phòng hay phòng làm việc, phòng giám đốc của mình. Và nếu như bạn muốn mua mẫu sofa này thì đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với Amia để sở hữu chung nhé. Một sản phẩm được thiết kế là một chiếc ghế sofa hình chữ L kết hợp cùng với một chiếc ghế chủ là sự lựa chọn dành cho bạn nếu như bạn đang sở hữu một căn phòng khách rộng từ 25 đến 35 mét vuông. Và đây cũng chính là sản phẩm đang giữ ở vị trí thứ tư. Đây là bộ sản phẩm mà chúng tôi vẫn thường nói vui, đẹp mà đơn giản, sang chảnh. Và sản phẩm này được thiết kế theo xu hướng tinh tế, tối giản, vẫn giữ được sự hấp dẫn cho riêng mình. Đến một mẫu ghế sofa màu đen thì không thể nào bỏ qua được mẫu sofa đang nằm giữ ở vị trí thứ 3 này được. Một chiếc ghế sofa băng da màu đen vừa đẹp vừa sang chảnh lại rất thích hợp cho những gia chủ đang sở hữu những căn hộ có diện tích còn hạn chế. Và nếu như bạn muốn dành nhiều không gian để sinh hoạt và cần sự nổi bật trong thiết kế nội thất của nhà mình thì đừng bao giờ bỏ qua mẫu sofa này nhé. Vậy sản phẩm đang nắm giữ ở vị trí thứ 2 thì sao nhỉ? Một bộ ghế sofa góc chữ L cá tính, hiện đại và được thể hiện qua lớp vỏ bọc da bóng màu đen.
bạn là người trẻ thực sự hiện đại, thực sự huyền bí, cá tính, thì bộ ghế sofa văng da bóng màu đen này sẽ giúp bạn thể hiện được gu thẩm mỹ và đặc biệt là bộ bàn ghế phong cách này. Và cuối cùng là một chiếc ghế sofa băng đang giữ ở vị trí quán quân. Đây cũng là sản phẩm cuối cùng mà mình sẽ giới thiệu trong top 5 mẫu sofa màu đen ngày hôm nay. Với kiểu thiết kế được hướng theo phong cách tối giản, hướng đến sự tiện nghi, tiết kiệm diện tích thì mẫu ghế sofa này đã nhanh chóng trở thành sản phẩm được nhiều người ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Mình đã vừa giới thiệu đến các bạn về top 5 mẫu sofa đang được nhiều người ưa chuộng nhất trong năm qua. Bạn thấy 5 mẫu sofa này thế nào? Và nếu bạn muốn một trong bất cứ 5 mẫu sofa mình vừa thì hãy chụp ảnh lại màn hình và gửi theo số điện thoại quen thuộc ở phía bên tay trái của màn hình quý vị. Cách khác thì bạn cũng có thể ghé showroom của AMIA trên toàn quốc để được trực tiếp ngồi và cảm nhận của những bộ sẽ gắn bó với mình trong nhiều năm tới. Bật mí cho bạn nhé, tại cửa hàng của AMIA hiện còn đang trưng bày hàng trăm bộ sofa có sẵn để cho quý vị có thể tiện tham khảo cùng một lúc. Còn chần chừ gì nữa, hãy bớt chút thời gian thôi. AMIA hiện đang mở cửa từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Và để biết được địa chỉ cụ thể, hãy truy cập website amia.vn dưới chân trang địa chỉ cũng như có bản đồ hướng dẫn. Và nếu như bạn muốn nhận được những thông tin bổ ích giống như video này thì hãy bấm nút like và sub của nội thất AMIA để theo dõi được nhiều video bổ ích hơn. Còn bây giờ, chào và hẹn gặp lại trong một video tiếp theo.